Những thực phẩm tuyệt đối không được ăn cùng nhau kẻo mất mạng như chơi mà có thể bà con chưa biết. Thứ nhất, thịt dê, thịt chó với nước chè sẽ gây táo bón và có thể gây ra ung thư đường ruột. Thứ hai, trứng vịt hoặc trứng ngỗng thì không được nấu chung với tỏi vì có thể gây ra ngộ độc. Thứ ba, mật ong và sữa đậu nành gây chướng bụng, khó tiêu, đầy hơi. Thứ tư, gan lợn và giá đỗ, vitamin C sẽ bị mất hết, đồng thời cũng sẽ gây rối loạn quá trình hấp thụ sắt của cơ thể. Thứ năm, củ cải trắng và các loại hoa quả táo, lê, nho ăn vào sẽ rất dễ bị suy giáp, bướu cổ. Và cuối cùng là các loại động vật có vỏ sống dưới nước như là tôm, cua, ốc khi kết hợp với các thực phẩm nhiều vitamin C sẽ tạo ra chất độc gọi là thạch tín, có thể gây chết người. Trên đây là một số thực phẩm kỵ nhau mà bà con cần nhớ cho kỹ để tránh gây ra những trường hợp đáng tiếc, nhất là với những người có cơ địa không tốt. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình. Những tác hại không ngờ từ việc sử dụng ấm siêu tốc mà không phải ai cũng biết. Thông thường thì bà con hay có thói quen trữ nước đun sôi để nguội trong bình đun siêu tốc. Tuy nhiên thì nước đun sôi để nguội sau 2 tiếng trong bình sẽ sinh ra rất nhiều các vi khuẩn gây hại, dẫn đến mắc các bệnh liên quan về đường ruột như tiêu chảy, đau dạ dày hay chứng khó tiêu. Mặt khác thì việc sử dụng nước đun đi đun lại lâu ngày, các nitrat trong nước sẽ chuyển hóa thành nitric. Muối nitric sẽ làm hỏng các chức năng vận chuyển trong máu, làm tăng nhịp tim, hô hấp khó khăn và thậm chí là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh đó thì hầu hết bà con cũng thường bỏ qua việc vệ sinh ấm đun nước, bởi vì chúng ta thường nghĩ rằng ấm đun nước thì đâu cần phải vệ sinh nhiều. Thế nhưng trên thực tế, sau một thời gian sử dụng thì trên ấm đun nước sẽ bám rất nhiều cặn vôi, rỉ sét và cả vết ố gây các bệnh về gan, thận và thậm chí là ung thư. Do đó mà bà con cần sử dụng ấm siêu tốc đúng quy định và nhớ là phải thường xuyên vệ sinh để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình của mình nhé. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình. Những loại cá không nên ăn nhiều vì có thể gây ung thư mà có thể bà con chưa biết. Thứ nhất, hầu hết các loại cá nằm dưới biển sâu như là cá thu, cá ngừ, cá trình thì đều hấp thụ kim loại nặng và thủy ngân có trong nước biển. Do đó mà việc chúng ta ăn nhiều loại cá này thì có thể dẫn đến ngộ độc. Thứ hai, các loại cá có trọng lượng lớn hoặc là nuôi lâu năm thì cũng cần phải hạn chế ăn, bởi vì trong cơ thể chúng có thể chứa rất nhiều các hormone tăng trưởng và vi khuẩn gây hại. Thứ ba là các loại cá khô. Để có thể bảo quản được lâu thì các loại cá khô thường được tẩm ướp rất nhiều muối và điều này thì gây tăng huyết áp và nguy cơ xơ vữa động mạch. Thứ tư là gỏi cá hay sashimi thì chắc hẳn là một món ăn yêu thích của rất nhiều bà con ở đây phải không ạ? Thế nhưng mà bà con phải lưu ý rằng ăn cá sống thì có nguy cơ bị dị ứng, suy gan, thận và mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Do vậy, dù là nguồn thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng bà con cũng cần hạn chế ăn các loại cá kể trên. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình. Những sai lầm khi ăn thịt lợn mà có thể bà con chưa biết. Đầu tiên phải kể đến là lòng lợn, một món mồi không thể thiếu trên bàn nhậu của rất nhiều bà con ở đây. Thế nhưng bà con có biết là lòng lợn là nơi mà tồn tại rất nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn gây nên bệnh sán, tiêu chảy và đau bụng, mà cho dù có chế biến như thế nào thì cũng không thể loại bỏ hoàn toàn các vi khuẩn ấy. Thứ hai là gan lợn. Gan là nơi chứa rất nhiều độc tố, đặc biệt là các kim loại nặng. Nếu ăn gan thường xuyên thì thật chẳng khác nào bà con đang nạp thêm các chất độc hại vào trong cơ thể cả. Thứ ba, phổi lợn. Phổi là bộ phận cực kỳ độc hại, độc hơn cả gan lợn. Do lợn thường có thói quen ăn uống sát đất nên chúng rất dễ dàng hút theo cả bụi bẩn, vi khuẩn và cả ký sinh trùng. Và cuối cùng là óc lợn. Rất nhiều bà con ở đây cho rằng óc lợn rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trí não. Thế nhưng trên thực tế thì óc lợn chứa rất nhiều cholesterol gây bệnh béo phì, rối loạn mỡ máu, tim mạch và ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của nam giới. Nhìn chung thì các bộ phận nội tạng của lợn đều rất độc hại, do đó mà bà con không nên ăn hoặc nếu có ăn thì cần chú ý, chọn mua và chế biến thật kỹ để tránh gây hại cho sức khỏe bà con nhé. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình. Những sai lầm khi ăn rau nhúng lẩu cực kỳ nguy hiểm mà có thể bà con chưa biết. Thứ nhất, lẩu gà thì không ăn kèm rau kinh giới. Vì sao lại thế? Vì rau kinh giới có tính cay, nóng, còn thịt gà có tính can ôn. Do đó nếu ăn rau kinh giới với lẩu gà thì có thể gây chóng mặt, ù tai, ngứa ngáy, khó chịu. Thứ hai, lẩu hải sản thì không ăn cùng với cà chua hay các thực phẩm giàu vitamin C. Trong hải sản có chứa chất arsen pentavalent, khi kết hợp với vitamin C sẽ tạo ra thạch tín gây ngộ độc. Thứ ba, có rất nhiều bà con thích ăn rau mùng tơi khi nhúng lẩu. Thế nhưng khi ăn lẩu bò thì tuyệt đối không được ăn cùng với rau mùng tơi, vì điều này có thể gây ra đau bụng, đầy hơi, khó tiêu.
Thứ tư, lẩu riêu cua thì tuyệt đối không được ăn cùng với cần tây, khoai lang, khoai tây hay là giá đỗ, bởi vì nó ảnh hưởng đến sự hấp thu protein của cơ thể. Vì thế mà khi ăn lẩu, bà con hãy chọn những loại rau lành tính như là rau họ cải để tránh bị ngộ độc cho cơ thể bà con nhé. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình. Những tác hại không ngờ của rau diếp cá nếu dùng sai cách mà có thể bà con chưa biết. Một trong những tác hại của rau diếp cá nếu dùng sai cách đó là có thể gây hoa mắt, chóng mặt. Cụ thể thì khi nạp quá nhiều rau diếp cá sẽ thúc đẩy quá trình đào thải nước cùng các chất điện giải diễn ra nhanh chóng hơn, vô tình làm thể tích dịch trong cơ thể sụt giảm và có thể gây hạ đường huyết quá mức an toàn. Thứ hai, có bà con nào ở đây có thói quen uống nước rau diếp cá mỗi ngày không ạ? Nếu có thì bà con cần hạn chế lại ngay, vì nước rau diếp cá sẽ làm tăng thời gian và tần suất bài tiết nước tiểu của thận, khiến nhu mô thận sưng phồng. Do đó mà bà con chỉ nên sử dụng nước rau diếp cá 2 đến 3 lần một tuần thôi nhé. Thứ ba, rau diếp cá gây lạnh bụng, tiêu chảy. Mặc dù rau diếp cá có tác dụng trị táo bón, song nếu bà con có thể trạng hàn hoặc thường xuyên bị lạnh bụng, tiêu chảy thì cũng không nên sử dụng rau diếp cá vì rất dễ gây tổn hư dương khí. Do đó mà bà con hãy nằm lòng những lưu ý trên đây để có thể sử dụng rau diếp cá một cách an toàn và hợp lý bà con nhé. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình. Những sai lầm khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh mà hầu hết bà con đều gặp phải. 1. Không đậy nắp thức ăn thừa sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, nảy nở, ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và gây mùi khó chịu. 2. Để lẫn thực phẩm sống và chín sẽ gây ra tình trạng lây nhiễm chéo vi khuẩn, dẫn đến ngộ độc khi sử dụng. Thứ ba, đựng nước bằng bình nhựa có thể gây rối loạn tiêu hóa và thậm chí là gây ung thư. 4. Không rửa thịt tươi trước khi đông đá sẽ khiến cho những chất bẩn, vi khuẩn bám vào thịt sẽ không tốt cho sức khỏe. 5. Làm đông lạnh lại thịt sau khi dùng không hết sẽ vô tình làm cho lượng vi khuẩn tăng lên gấp nhiều lần. 6. Mở cửa tủ lạnh quá lâu sẽ làm tủ lạnh mất nhiệt, tạo điều kiện cho các vi khuẩn thâm nhập và phát triển. 7. Rửa rau củ trước khi tích trữ sẽ làm thực phẩm nhanh chóng bị hỏng và nếu diễn ra thường xuyên thì rất có hại cho sức khỏe. Nếu bà con đang mắc phải những sai lầm trên khi sử dụng tủ lạnh thì cần thay đổi ngay từ hôm nay nhé. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình. Những sai lầm khi sử dụng tỏi trong nấu ăn vô tình gây hại cho gan và thận và làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư mà có thể bà con chưa biết. 1. Nấu tỏi với những thực phẩm kiêng kỵ như trứng vịt, trứng ngỗng, thịt chó, thịt gà, cá chấm hay là cá diếc, nhẹ thì có thể gây đau bụng, đầy hơi mà nặng thì gây co thắt đường tiêu hóa. Thứ hai, người bị bệnh huyết áp thấp, người mắc bệnh về gan, bệnh tả cần hạn chế ăn tỏi vì có thể làm giảm huyết áp, gây nóng gan, tắc nghẽn mạch máu. Thứ ba, nhiều bà con có thói quen phi hành tỏi để bảo quản và dùng dần. Tuy nhiên, việc chiên tỏi ở nhiệt độ quá cao hoặc quá cháy thì sẽ làm mất các chất dinh dưỡng có trong tỏi và có thể tạo ra các chất độc gây bệnh ung thư. Thứ tư, mặc dù ăn tỏi sống rất tốt nhưng nếu ăn quá nhiều thì cũng có thể gây viêm kết mạc mắt và tổn thương dạ dày. Bà con chỉ nên ăn dưới 15g tỏi là đủ. Do đó mà khi nấu ăn với tỏi, bà con đừng bỏ quên các lưu ý trong bài viết này để tỏi trở thành thần dược bảo vệ sức khỏe của bà con nhé. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.